Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại video tiếp theo của tôi. Bên cạnh tôi đây đang là chiếc xe tải Nissan 3,5 tấn, một sản phẩm được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Villa Moto Đồng Vàng. Và sản phẩm ở đây thì đã ra mắt thị trường năm 2018, cái thời điểm mà máy động cơ đang là thời điểm đầu tiên của kim phu điện tử. Và sản phẩm ở đây thì đang là sản phẩm mà chúng tôi cần thanh lý. Và tôi đã từng làm rất nhiều video về sản phẩm này rồi. Thế nhưng hôm nay thì tôi sẽ xin phép các bạn là tôi sẽ không review nhiều về sản phẩm máy nữa. Tôi sẽ đưa ra một số cái quan điểm cá nhân của tôi, cũng như là những cái khách quan mà tôi nhận được từ khách hàng, để cho các bạn có thêm sự lựa chọn nữa trong sản phẩm phân khúc 3,5 tấn. Ngoài ra thì tôi cũng sẽ, sản phẩm nào thì nó cũng sẽ có những cái lỗi của nó, nặng hay nhẹ thôi. Thì tôi cũng sẽ nói thêm một số cái điểm mà tôi cảm thấy chưa hài lòng về sản phẩm này, cũng như là khách hàng chưa hài lòng về sản phẩm này, để cho các bạn có thêm thông tin về sản phẩm này nhé. Đầu tiên, để nói đến một số cái điểm đáng lưu ý để các bạn có thể lựa chọn chiếc xe tải Nissan ở đây. Thứ nhất là bởi vì nó có một cái giá thành rất là rẻ. Rẻ nhưng mà bởi vì đơn giản là nó là một cái sản phẩm đang tồn đời, cho nên chúng tôi bán giá rất là rẻ. Nó chỉ khoảng hơn 400 triệu một chút thôi. Và cái điểm thứ hai nữa, đó chính là cái chất lượng đầu ra của sản phẩm. Tức là chiếc xe tải Nissan ở đây thì được lắp ráp tại nhà máy Villa Moto Đồng Vàng. Và nhà máy đó thì từng rất là nổi tiếng với những cái dòng xe tải của Hyundai. Và hầu như nếu các bạn đã từng xem những cái clip về nhà máy Villa Moto Đồng Vàng ấy, thì các cái công nghệ cũng như dây chuyền lắp ráp của họ hầu hết là bằng người máy, tức là bằng máy hết, chứ họ không hề sử dụng quá nhiều nhân công. Vì thế cho nên là cái độ sai số trong những cái chi tiết lắp ráp của chiếc xe ở đây nó gần như là không có. Và như vậy thì các cái chi tiết lắp ráp lên sản phẩm ở đây có một cái chất lượng đồng bộ rất là tốt. Vì vậy, sản phẩm ở đây có thể nói là nó có một cái chất lượng đầu ra cực kỳ tốt. Đó là điểm thứ hai. Và điểm thứ ba mà tôi muốn nói đến nữa, đó chính là cái thông số mà chiếc động cơ Nissan này mang lại. Tức là một chiếc xe tải mạnh hay yếu thì nó sẽ phụ thuộc vào cái yếu tố ở mô men xoắn rất là nhiều. Mô men xoắn càng lớn thì nó thể hiện được là chiếc xe của bạn có sức chịu tải, cũng là sức vượt tải cực kỳ lớn. Và xe tải Nissan ở đây 3,5 tấn thì mang lại cái thông số về mô men xoắn tới 330 Nm/m. Nó bỏ xa các cái chiếc xe tải cùng phân khúc 3,5 tấn ở trên thị trường bây giờ. Xe tải Nissan có thể nói rằng là nó nhìn lên thì nó chẳng bằng ai, và nhìn xuống thì cũng chẳng ai bằng nó. Ví dụ như là những cái phân khúc ở tầm trên như kiểu là Hino, Isuzu, Hyundai thì về chất lượng và về giá cả thì khỏi phải bàn rồi. Đó là những sản phẩm đứng đầu bảng. Còn nhìn dưới thì bên dưới của Nissan thì bao gồm sẽ có Onin hoặc là EZ65. Thì những sản phẩm đấy thực chất thì những gì khách hàng chia sẻ với tôi thì nó rất là yếu. Và những sản phẩm đấy thì nó chất lượng lắp ráp nó cũng cực kỳ kém. Sau một thời gian sử dụng khoảng độ 1 năm đến 1 năm rưỡi thì những sản phẩm hoặc những chi tiết nó liên kết với nhau dần dần nó sẽ bị hở ra rất nhiều, và chạy xe nó sẽ bị khấu hao rất là lớn. Còn xe tải Nissan đây thì hoàn toàn khác. Đó là những cái điểm mà các bạn cần lưu ý để chọn ra một chiếc xe tải tốt và xe tải Nissan đang có. Sau đây thì tôi sẽ chia sẻ một số những cái mà điểm mà nói chung là nó gọi là nhược điểm của xe tải Nissan nhé. Thì đầu tiên, nhược điểm của nó cũng chính là ưu điểm, nó chính là một chiếc xe tồn đời. Thì các bạn sẽ mất, và coi như mua chiếc xe này các bạn về các bạn sẽ bị tụt đời đi 3 năm. Thế nhưng với cái 3 năm đấy thì các bạn cũng đã được trừ vào đời của giá xe rồi, nên nó cũng không quan trọng lắm. Cái điểm thứ hai nữa chính là xe tồn, đương nhiên các bạn để bãi lâu thì nó sẽ có một số cái điểm han dỉ ở phần thùng hoặc là phần con ốc. Thế nhưng vấn đề này thì các bạn không phải lo đâu. Khi mà các bạn có nhu cầu về xe đến với ô tô Tendo của chúng tôi thì chúng tôi sẽ xử lý hoàn toàn hết những cái khắc phục hết những cái lỗi đó. Chúng tôi sẽ làm mài rũa lại và cũng như sẽ sơn lại, cũng sẽ phủ những cái lớp sơn chống dỉ lên để cho những cái các cái chi tiết trên xe của các bạn nó trở lên mới mẻ hơn, và đương nhiên nó sẽ có cái độ bền tốt hơn. Đấy. Điểm thứ ba mà tôi thấy nhiều khách hàng nói nhá, không phải là cá nhân tôi đâu, đó là về phần thùng của chiếc xe tải Nissan ở đây. Cái thùng của xe tải Nissan thì nó về chất lượng thì nó chỉ được đánh giá rằng là chất lượng trung bình khá thôi, tức là nó ổn, có thể dùng được. Nhưng mà đối với những một số khách hàng có cái nhu cầu chở hàng đặc biệt không thì cái chiếc thùng ở đây nó không đáp ứng được. Tức là một số khách hàng chê cái chiếc thùng ở đây nó hơi mỏng và nó thiết kế khá là đơn giản. Thế nhưng mà cái vấn đề này thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần các bạn đưa ra nhu cầu thì chúng tôi sẽ khắc phục và sẽ gia cố thêm cho các bạn. Hoặc phương án cuối cùng là chúng tôi có thể đóng một chiếc thùng mới luôn cho các bạn. Đấy, chỉ cần các bạn có nhu cầu thôi. Điểm thứ tư nữa, đó chính là về phần thiết kế cabin của chiếc xe tải Nissan ở bên trong. Nó hơi thô sơ,
và nó không được đẹp mắt cho lắm. Thế nhưng mà đổi lại thì tất cả ở trong nó cũng đã đầy đủ các cái công nghệ cũng như các cái tính năng sử dụng. Đó chính là điều hòa hai chiều, trợ lực lái dầu này. Rồi nó cũng có các cái thiết bị kết nối để các bạn có thể giải trí trên đó. Thì tôi nghĩ là với những cái điểm đấy thì nó cũng ổn rồi. Nó hơi xấu một chút thôi, không sao cả. Điểm thứ 5 nữa đó chính là cái động cơ của xe tải Nissan. Ngồi trên xe các bạn sẽ thấy hơi ồn một chút. Ồn chỉ đơn giản là bởi vì như này, cái thân vỏ nó, cái phần cách âm giữa động cơ và cabin nó chưa được dày dặn cho lắm, nó hơi mỏng. Thế nhưng mà chúng tôi cũng đã có cái phương án xử lý, đó chính là chúng tôi sẽ nót thêm một cái lớp cách âm. Như vậy thì các bạn sẽ giảm thiểu được tối đa cái sự ồn của động cơ tác động lên. Tại vì cái động cơ của xe tải Nissan ở đây thì trước kia nó từng nắp trên con xe 6 tấn rưỡi. Vì vậy bây giờ nó hạ tải xuống 3 tấn rưỡi nắp lên con Nissan này thì nó hơi to một chút, cho nên là cái độ ồn của nó cũng không thể nào tránh khỏi được. Nên chúng tôi đã có phương án khắc phục rồi. Đấy. Ngoài ra thì để mà phát hiện thêm những cái lỗi của xe tải Nissan nữa thì cũng phải nhờ vào cái việc là các bạn sử dụng sản phẩm. Sau một thời gian dài thì các bạn sẽ phát hiện ra thêm, và khi đó thì chúng tôi đương nhiên chúng tôi sẽ có những cái khắc phục để làm sao phục vụ các bạn sử dụng sản phẩm tốt hơn. Và cuối cùng ở video thì tôi sẽ báo giá luôn sản phẩm Nissan ở đây. Với phiên bản mui bạt thì chúng tôi đang bán giá là 426 triệu lăn bánh ở Hà Nội, thùng kín là 431. Đấy, nếu các bạn có quan tâm với sản phẩm này thì hãy liên hệ với tôi. Các bạn ở đâu thì chúng tôi sẽ báo giá lăn bánh cụ thể ở đấy, vì mỗi tỉnh mỗi cơ chế khác nhau. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.